Trở lại với chương trình tin tức, thưa quý vị, sau đây là những phần tin liên quan đến Hoa Kỳ. Ngày hôm qua 28 tháng 7, Tổng thống Donald Trump đã gọi dân biểu da màu ông Elijah Cummings là một kẻ phân biệt chủng tộc, khi vị dân biểu này chỉ trích những phát ngôn nhắm vào bốn nữ dân biểu gốc ngoại quốc. Ông Trump viết trên Twitter rằng, giá như mà kẻ phân biệt chủng tộc Elijah Cummings tập trung nhiều năng lượng cho việc giúp đỡ những người tốt ở Baltimore của ông ta, thì chắc đã có nhiều tiến bộ hơn trong việc khắc phục mớ hỗn độn đó. Đây là phát ngôn mới nhất của Tổng thống Trump nhắm vào Chủ tịch Ủy ban Cải cách và Giám sát Hạ viện ông Elijah Cummings, do dân biểu da màu này đại diện cho quận hạt Baltimore của tiểu bang Maryland. Trước đó 2 ngày, Tổng thống Trump gọi ông Cummings là kẻ bắt nạt tàn nhẫn, đồng thời chỉ trích quận hạt Baltimore là nơi tệ hại nhất ở nước Mỹ, đáng ghê tởm, đầy chuột bọ và chẳng ai muốn sống ở đó cả. Trả lời phỏng vấn ở trên truyền hình sau đó, Đồng lý văn phòng Tòa Bạch Ốc là ông Mick Mulvaney giải thích rằng phát ngôn của Tổng thống Trump cho thấy sự thất vọng của ông ta trước những cáo buộc từ phía Đảng Dân Chủ đối với cá nhân Tổng thống cũng như là kêu gọi đòi luận tội ông ta. Dân biểu Elijah Cummings hồi cuối tuần trước đã chỉ trích chính quyền về điều kiện mà ông cho là tồi tệ ở tại các trại giam người di cư ở biên giới, cho rằng các cơ sở này bẩn thỉu và quá tải. Ông Mick Mulvaney nói rằng khi Tổng thống nghe thấy những cáo buộc dối trá đó thì ông ta sẽ đáp trả và cho rằng Tổng thống không làm điều gì sai trái. Ngày 28 tháng 7, khi đề cập đến bài báo được các cựu nhân viên của ông viết gần đây chỉ trích đương kim Tổng thống Donald Trump phân biệt chủng tộc, cựu Tổng thống Barack Obama đăng trên Twitter rằng: "Tôi luôn luôn tự hào về những gì nhóm này đã làm được trong nhiệm kỳ của tôi. Nhưng hơn cả những gì họ đã làm, tôi tự hào về cách họ đang tiếp tục chiến đấu vì một nước Mỹ tốt đẹp hơn." Bài viết có tựa đề: "Chúng tôi là người Mỹ gốc Phi, chúng tôi yêu nước và chúng tôi không chịu khoanh tay ngồi yên", được đăng trên tờ Washington Post, kèm chú thích: "Bài báo này được 149 người Mỹ gốc Phi từng phục vụ chính quyền Obama ký tên." Trong bài báo, các cựu thành viên của chính quyền Obama bày tỏ sự ủng hộ của họ đối với bốn nữ nghị sĩ đảng Dân Chủ bị Tổng thống Trump công kích gần đây và nói rằng Tổng thống đương nhiệm đồng lõa trong việc đầu độc nền Dân Chủ Hoa Kỳ. Bài báo viết rằng chúng tôi sát cánh với các dân biểu Ilhan Omar, Alexandria Ocasio-Cortez, Ayanna Pressley và Rashida Tlaib, cũng như tất cả những người đang bị Tổng thống Trump công kích. Thực sự không có gì phi Mỹ hơn là kêu gọi đồng bào rời khỏi đất nước chúng ta. Kể từ khi rời khỏi Tòa Bạch Ốc năm 2016, ông Obama gần như không lên tiếng nhận xét về chính quyền của người kế nhiệm. Đây là lần hiếm hoi cựu Tổng thống Mỹ bình luận công khai về chính sách và hành động của ông Trump. Ngoại trưởng Hoa Kỳ ông Mike Pompeo đã bất bình trước việc Iran khước từ lời đề nghị đến thăm Tehran, nhấn mạnh rằng Hoa Thịnh Đốn luôn sẵn sàng đón tiếp quan chức của nước này. Ông Pompeo ngày 28 tháng 7 đã viết ở trên Twitter cá nhân là: "Gần đây, tôi đã đề nghị đến Tehran để nói chuyện trực tiếp với Iran và chính quyền Tehran đã không chấp nhận lời đề nghị của tôi." Ông Pompeo cũng cho biết Hoa Thịnh Đốn luôn sẵn sàng để cho các quan chức Iran tới nước Mỹ để thảo luận. "Chúng tôi không lo ngại về việc Ngoại trưởng Iran ông Javad Zarif đến Mỹ. Ông ấy có quyền tự do ngôn luận. Có phải chính quyền Iran tệ đến mức không để cho tôi làm điều tương tự ở Tehran?" Quan hệ giữa hai nước xấu đi kể từ khi mà Tổng thống Trump tuyên bố rút ra khỏi thỏa thuận nguyên tử năm 2015 và đã áp đặt hàng loạt các biện pháp trừng phạt nhằm cắt nguồn thu dầu mỏ của Iran. Tehran chỉ trích các cường quốc khác đã tham gia ký thỏa thuận là đã không giảm thiểu được các biện pháp trừng phạt của Hoa Kỳ đối với Iran. Căng thẳng tiếp tục leo thang sau vụ Iran bắn rơi phi cơ không người lái của Hải quân Hoa Kỳ ở trên eo biển Hormuz vào hôm 20 tháng 6. Tổng thống Trump đã định trả đũa bằng cách là oanh kích 3 mục tiêu của Iran, nhưng lại rút lại khi được thông báo rằng 150 người dân Iran có thể sẽ bị thiệt mạng. Tòa Bạch Ốc sau đó đã áp đặt nhiều lệnh cấm vận với các quan chức hàng đầu của Iran. Đây là điều mà Tehran tuyên bố là dấu chấm hết cho nỗ lực đàm phán ngoại giao. Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ hôm thứ Sáu bỏ phiếu với tỷ lệ 5-4 và mở đường cho chính quyền của Tổng thống Trump sử dụng 2,5 tỷ Mỹ Kim từ Bộ Quốc phòng để xây dựng các đoạn của bức tường dọc biên giới Tây Nam nước Mỹ. Đây là một chiến thắng quan trọng đối với Tổng thống Trump. Tổng thống hài lòng về quyết định này trong một bài đăng trên Twitter tối hôm 26 tháng 7. Ông viết rằng, tòa án tối cao Hoa Kỳ bác lệnh cấm của tòa cấp dưới cho phép tiến hành xây bức tường biên giới phía Nam. Chiến thắng lớn cho an ninh biên giới và pháp quyền. Quyết định này thay thế cho một quyết định của tòa cấp dưới đã ngăn chặn việc điều chuyển tiền trong các kháng cáo diễn ra. 2,5 tỷ Mỹ Kim đã được chuyển từ các chương trình khác nhau, bao gồm các hoạt động về nhân sự và tuyển quân, chương trình Minuteman III và hỏa tiễn hành trình phóng trên không,
nâng cấp phi cơ E-3 và quỹ huấn luyện lực lượng an ninh Afghanistan. Ngũ giác đài cho biết họ có thể điều chuyển số tiền đó do tiết kiệm được các chi phí trong tiến trình, có tên là lập trình lại. Số tiền đã được chuyển vào một tài khoản chống ma túy của Bộ Quốc phòng, được phép dùng để chi cho việc xây các hàng rào biên giới. Phát ngôn viên ngũ giác đài Trung tá Rebecca Riabrick nói với CNN rằng Bộ Quốc phòng hài lòng về phán quyết của tối cao Pháp viện. Tổng thống Donald Trump ngày hôm qua đã thông báo là ông sẽ đề cử dân biểu Đảng Cộng hòa của tiểu bang Texas là ông John Ratcliffe trở thành giám đốc của cơ quan tình báo quốc gia thay thế cho ông Dan Coats, là người sẽ từ chức vào ngày 15 tháng 8 tới đây. Ông Trump viết ở trên Twitter, là một cựu luật sư, John sẽ lãnh đạo và mang đến sự vĩ đại cho đất nước mà ông ấy yêu quý. Giám đốc của cơ quan tình báo quốc gia phải chịu trách nhiệm giám sát các cơ quan tình báo của chính phủ, điều phối hoạt động thu thập tin tức tình báo trên phạm vi toàn cầu của nước Mỹ và báo cáo với Tổng thống vào mỗi buổi sáng. Ông Dan Coats trở thành giám đốc cơ quan tình báo quốc gia hồi tháng 3 năm 2017. Ông có nhiều quan điểm khác biệt với Tổng thống Trump về chính sách đối ngoại. Ông Coats đã công khai phản đối Tổng thống về những vấn đề quan trọng, từ Bắc Hàn, Iran cho đến Syria. Sự ra đi của giám đốc cơ quan tình báo quốc gia này cũng là sự ra đi lớn nhất cho đội ngũ phụ trách an ninh quốc gia kể từ khi mà Bộ trưởng Quốc phòng ông James Mattis từ chức hồi tháng 12 năm ngoái. Sau thông báo của Tổng thống Trump vào ngày hôm qua, lãnh đạo của phe thiểu số ở trong Thượng viện là ông Chuck Schumer đã đăng ở trên Twitter cho biết, sở dĩ ông Ratcliffe được chọn là bởi vì ông này thể hiện sự trung thành mù quáng đối với Tổng thống Trump. Đồng thời nhận định việc lựa chọn một người không phải là chuyên gia ở trong lĩnh vực tình báo như là ông Ratcliffe sẽ là một sai lầm nghiêm trọng. Các ứng cử viên Tổng thống Hoa Kỳ cho năm bầu cử 2020 của Đảng Dân Chủ lại sẽ gặp nhau lần thứ nhì cho cuộc tranh luận vào đêm 31 tây tháng 7. Nhưng một kết quả thăm dò cho thấy các cử tri Dân Chủ cho các cuộc bầu cử sơ bộ đã thay đổi ý kiến khá nhiều. Kết quả thăm dò của báo LA Times và Đại học Southern California Don Scife công bố cho thấy ông Joe Biden vẫn còn dẫn đầu, nhưng ba ứng cử viên Bernie Sanders, Elizabeth Warren và Kamala Harris cùng xếp vị trí thứ nhì. Kể từ tháng 4 cho đến nay, hai nữ thượng nghị sĩ Warren và Harris có tiến bộ đều đặn và ông Sanders đã tụt dốc. Có khoảng 50% cử tri Dân Chủ cho biết họ đã thay đổi ý kiến về người mà họ ưa thích nhất. Các nhà quan sát nhận thấy các cuộc bầu cử sơ bộ của Dân Chủ sẽ không chắc chắn đưa lên một ứng cử viên vượt trội nào cả. Dù thăm dò đưa ra là ông Biden vẫn còn 28% cử tri ủng hộ, còn số cử tri ủng hộ ông Bernie Sanders đã giảm hẳn, chỉ còn khoảng 11%. Hai thượng nghị sĩ Warren và Harris đều vươn lên với mỗi người được 10% ủng hộ. 25% cử tri nói họ thực sự phân vân, không biết phải chọn ai khi đối diện với danh sách 25 ứng cử viên Dân Chủ cho năm 2020. Jill Darling, giám đốc cuộc thăm dò cho biết, khi các ứng cử viên hàng đầu mà chỉ có 28% cử tri ủng hộ và có đến 25% tuyên bố họ còn phân vân, cho thấy rõ cuộc tranh đua sơ bộ của Dân Chủ vẫn còn rất bấp bênh và chưa được chắc chắn. Hoa Kỳ và Do Thái ngày hôm qua đã thử thành công hệ thống phòng không Arrow 3. Đây là vũ khí có khả năng tiêu diệt hỏa tiễn đạn đạo ngoài khí quyển. Bộ Quốc phòng Do Thái ngày hôm qua ra thông cáo cho biết là tổ chức phòng thủ hỏa tiễn của Do Thái, tức là IMDO, và cơ quan phòng thủ hỏa tiễn Hoa Kỳ là MDA đã hoàn tất đợt thử nghiệm hệ thống lá chắn Arrow 3 ở tại tiểu bang Alaska. Hệ thống đánh chặn thành công hai mục tiêu được mô phỏng hỏa tiễn đạn đạo ở bên ngoài khí quyển. Thủ tướng Do Thái ông Netanyahu đã ca ngợi đợt thử nghiệm này, nhấn mạnh rằng Do Thái đã phô diễn khả năng đối phó với hỏa tiễn đạn đạo được phóng từ Iran hay là bất kỳ nơi nào. Hành động này diễn ra ngay sau vụ Iran phóng hỏa tiễn đạn đạo tầm trung Shahab 3 có tầm bắn gần 1.000 cây số và mang được đầu đạn nguyên tử. Không quân Do Thái đã từng thử nghiệm thành công hệ thống Arrow 3 hồi đầu năm nay. Đợt bắn thử chung của IMDO và MDA dự trù diễn ra vào tháng 5 của năm ngoái nhưng đã bị hủy do có nhiều vấn đề về kỹ thuật. Hệ thống đánh chặn Arrow 3 do tập đoàn kỹ nghệ hàng không của Do Thái là IAI và tập đoàn Boeing của Mỹ hợp tác chung để phát triển và chuyên dùng để đánh chặn hỏa tiễn đạn đạo ở ngoài bầu khí quyển. Mỗi hỏa tiễn Arrow 3 có giá trị khoảng 3 triệu Mỹ kim, có thể đánh trúng mục tiêu từ khoảng cách 2.400 cây số và ở độ cao là 100 cây số. Tổng thống Trump sáng hôm nay đã tấn công mục sư Al Sharpton chỉ vài giờ sau khi mục sư Sharpton tổ chức họp báo tố cáo các tweet của ông Trump nhắm vào 4 nữ dân biểu quốc hội có gốc ngoại quốc. Tổng thống Trump gọi mục sư Al Sharpton là kẻ gian trá, ghét da trắng và cảnh sát.
Sharpton là một cựu ứng cử viên Tổng thống Hoa Kỳ của đảng Dân Chủ và hoạt náo viên của đài MSNBC, sẽ xuất hiện trong cuộc họp báo hôm nay cùng với ông Michael Steele, cựu Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Cộng hòa và cũng là cựu Phó Thống đốc Maryland. Trong bức điện sáng nay, Tổng thống Trump cho biết, tôi và mục sư Al Sharpton đã quen nhau 25 năm qua, từng xem đấu boxing chung. Al là kẻ gian dối, chuyên kiếm chuyện để nổi tiếng. Ông ta ghét người da trắng và cảnh sát. Trong bức điện trả lời, ông Sharpton giới thiệu một tấm ảnh chụp chung với Tổng thống Trump tại cuộc hội thảo năm 2006 do tổ chức của ông là National Action Network tiến hành. Có cả ca sĩ James Brown và lãnh đạo dân quyền Jesse Jackson tham gia. Ông Steele cũng tham gia các cuộc khẩu chiến qua lại trên Twitter sáng nay của hai người như sau. Sẽ còn bao nhiêu chuyện than thở, đe dọa, chỉ trích về chủng tộc mà Tổng thống Trump sẽ tung ra nữa đây? Và đó là những bản tin Hoa Kỳ. Chúng tôi sẽ trở lại cùng phần tin Á Châu trong giây lát. Xin mời quý vị vẫn tiếp tục theo dõi.